Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh mình nhé. Nay mình đi vào rừng với ông Anh để đi tìm mấy tổ ong bạn. Thời gian qua mình cũng bận rất nhiều việc bạn. Lâu không ra được clip nên hôm nay tiếp tục đi làm video để gửi đến các bạn nhé. Các bạn chú ý xem và ủng hộ kênh mình nhé. Giờ là anh em mình đang bắt đầu đi vào rừng nhé bạn nhé. Bắt đầu đi ấy. Rừng rậm lắm bạn. Ông anh đang đi trước các bạn. Giờ đi qua một cái suối bạn. Hả? À, anh vào trong đấy đây à? Đi qua một cái suối nha bạn nhé. Đang đi qua cái suối. Nước rất trong luôn. Nước trong vắt luôn. Nó trong vắt nha bạn. Nước suối chảy róc rách. Ông anh mình đang ngồi đây. Suối nó chảy ngoài ra. Nước trong lắm các bạn. Ô, anh bắt tổ ở đâu? Hả? Mấy chục cây số. Mấy chục cây số. Dưới trong đó các bạn. Ong nhìn đấy á. Đây, có con bay lên đấy phải không? Suối chảy róc rách. Suối trong. Nước này uống được luôn đấy. Tiếp tục hành trình à? Bây giờ mình đi vào trong này nhé bạn. Đi vào trong cái rừng trong kia. Bỏ này nó cắm vào được thôi rồi đấy. Có dính quần áo kinh đấy các bạn nhé. Nhà mình đi vào đến cái rừng gì. Ngoài trời rất trong xanh. Trồng tôn. Mình vừa phát hiện tổ ong ăn nước các bạn. Tổ ăn hay ăn ở những cái chỗ nước cạn cạn như thế này. Khoai ăn nước rồi. Lấy nước nhá. Bay hướng này này. Rồi anh em mình đang lần theo cái hướng này nhé. Đang đi nó ở bên cái quả đồi bên này. Ừ. Đây bạn nhá. Anh em mình vừa lần thấy tổ ong này. Tối qua muộn quá. Đây bạn nhá. Tổ ong này. Om om này. Chết rồi. Mẹ tổ ong kìa. Muộn quá giờ trong rừng tối rồi các bạn.
gần cả ngày rồi mới thấy ấy. Giờ tầm 4-5 giờ chiều bạn. Giờ nó trời mùa đông tối nhanh. Ừ, ong. Xem ăn nước ấy nha mọi người, cả buổi chiều mới thấy nó. Gần tối mới thấy. Đấy, tổ ong ấy nha. Cây tầm khoảng 7 mét rồi, 7-8 mét. Đấy nha. Cây này chỉ một mình ông anh mình leo lên nhé, mình ở dưới quay thôi, trên không leo lên, cây bé. Ông anh mình đang chuẩn bị đồ hiện này đánh nhé. Mang bao bé đi chắc là được bé. Ông loại mùa đánh mùa lạnh này chắc cũng chỉ được tầm 3-4 cân. Không, nếu mà tổ này chắc phải 5-6 cân nhỉ. Chuẩn bị. Tổ ong. Trời miền Bắc này bây giờ nó lạnh các bạn. Ong ấy. Miền nào cũng lạnh. Miền Nam nóng. Ong to phết các bạn. Chuẩn bị bao bì. Này kiếm tổ trong kia. Này. Mày bắt tổ ngoài trước. Ngoài kia. Bắt ong. Tổ ong ấy nha bạn nhỉ. To luôn tổ ong. Này anh tầm khoảng 6 cân, 6 7 cân đấy. Ông anh mình đang chuẩn bị đồ để leo lên. Chuẩn bị đốt đánh. Mình dưới mình phải chuẩn bị một đống lửa đây bạn ơi. Ông anh mình chơi vơ sống luôn. Kinh. Trang bị như sumo. nhìn trông mặc quả áo nhìn béo ị. Đây nha. Ông anh mình chuẩn bị leo lên nhé các bạn nhé. Ha. Tốt nhá. Này ông anh mình đang leo rồi các bạn này. Đấy. Leo rồi nhé các bạn. Đấy, mình vừa đốt xong đống lửa rồi bạn. Đấy, ông anh mình leo gần đến nơi ấy bạn. Anh phát qua mấy ấy tre đi nhá. Cái cành tre đấy. Đây nha bạn nhá. Ông anh mình leo đến tòa rồi nhá. Đấy. Quạt mạnh lên. Mới về. Ong nó ra nha bạn nhá. Mới về á? Ui. Giờ ông anh mình đang chuẩn bị cắt đi các bạn nhé. Ui. Mật phát đấy chảy vào đầy mặt em. Có ghé không? Ui. Ui, mật kìa. Ui rồi. Có chảy không? Chảy như mưa vào. Đó. Ừ. Chảy. Cắt sạch ghé chứ không rồi. Nhiều ghé không? Ừ, ông nó bay. Trời tối quá các bạn. Ong nhiều mật nhưng mà trời mưa đấy, nó chảy như mưa rào luôn. Phấn hoa đấy, nhiều phấn hoa. Mày để một tuần nữa thì mật mênh mông. Không.
Đấy. Để như mưa rào chưa? Để như mưa rào luôn. Ui trời ơi. Rơi đầu không? Hơn rơi đầu. Mật khá nhiều quá nhỉ, bồ mật to nhỉ. Đấy, ông anh cắt đấy nhé mọi người. Cây bé quá không, mình cũng leo lên. Trời tối quá rồi bạn. Lần cả ngày mới được tổ ong. Giờ mùa nó lạnh rồi, nên là năm cũng khó. Ui, ui giời. Trời này như mưa rào. Ui giời. Bỏ chứ còn gì. Toàn mật thôi. Ừ, cái bầu toàn mật. Nhiều nhỉ. Ừ, ôi anh cắt xong rồi nhé bạn nhé. Ong quá nhiều mật luôn. Đấy, cho mật vào bao rồi. Giờ mình đi xuống. Ong nó bay ra nhiều lắm. Mình đốt đống lửa nhưng mà đây mình đốt đống lửa nhưng mà nó tắt mất rồi bạn. Tắt ngúm. May ở ong ấy nó hiền, không có đốt chết. Mấy ông anh mình giờ đang xuống nha bạn nhé. Tụt như khỉ. Quả này mà khoảng mấy chục cân thì chết. Không thể nào xuống được. Vậy chịu khó trên chỗ này. Tụt như khỉ. Đấy. Đấy, mình xuống nơi nha bạn nhé. Bọn anh em cũng về đấy. Đi, về. Cầm đồ anh cũng đi. Anh em đánh xong rồi rồi chúng đi về. Muộn lắm rồi, trời tối. Này, ôm này, kéo vào đây. Đi. Đi xuống hay đi lên nhỉ? Để anh em mình càng đi xuống nha bạn. Anh em mình vừa xuống đến gần cửa rừng nha bạn nhỉ. Đấy. Mệt quá. Đồ đạc quá nhiều. Đây, cứ mật đây. Uống hấp nước. Lấy lại à? Sức khỏe. Uống hấp nước lấy lại sức khỏe. Mật ở trong đây nhé. Chúc anh giờ mặt đây. Mệt quá các bạn. Trời tối lần cả ngày mới được tổ ong. Khổ. Lại mới về. Được khoảng 4-5 lít. Tổ ong mới rồi. Khá nhiều mặt đấy bạn. Hành trình quá nhiều vất vả. Em bắt được tổ ong vậy. Đâu rồi? Đây nha, mật đây nhá. Túi mật. Đấy. Mật à. Vàng luôn. Chê tổ mật này. Nhiều nhá. Tưởng tổ chưa để nhộng nhỉ. Có nhiều mật luôn. Tổ này không có cái gì cơ mà mật. Ừ. Có nhiều. Có nhiều luôn. Đấy. 60 lít. Đấy, mật đây nha bạn nhá. Đấy, giờ anh em mình đi về bạn. Đóng thu gọn hành lý đi về. Muộn quá rồi. Mai tiếp tục hành trình nhé các bạn nhé. Cảm phết đấy. Video của mình đến đây kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Hay like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ mình nhé. Để mình lại tiếp tục ra video để gửi đến các bạn nhé. Đấy, về các bạn.
đường đi gặp khó khăn lắm. Và mấy suối,